Em vừa về tiếp tục một crew 2010 là bản LTZ bản đủ nha. Option đồ chơi vô miên man luôn anh chị. Nước sơn đẹp không? Màu ghi vàng bà con là nước sơn nè. Fairwood bóng loáng luôn. Em đi chủ nhà lên mấy chục triệu tiền đồ chơi rồi. Lên hệ thống cảm biến gear nè. Hai cụm đèn phía sau của Chevrolet. Dòng này có hai bản, bản số sàn và bản số tự động. Số tự động là máy 1.8 nha anh em nha. Nước sơn đẹp không anh em. Tích hợp là phía sau có cản đuôi cá mini cực kỳ là dễ thương. Hai cụm đèn zin nguyên bản luôn. Phía trước người ta đã lên toàn bộ cụm đèn LED OD với toàn bộ rồi anh em. Sơn xi đẹp. 1.8 chạy lên quanh số động cho anh em tầm 9 lít quay đầu cho anh em thoải mái. Dòng này sẽ trang bị là hệ thống ABS chống bó cánh phanh 4 thắng đĩa nè. 4 quả vỏ đâu đó lên quanh còn được ở tầm 65% nha anh chị nha. Đăng kiểm tháng 5 năm 2024. Nước sơn màu vàng khá là chuẩn chu luôn. Mẫu này anh em đi gia đình thì quá tuyệt vời. Anh em thấy liền lẹt không? Xe cực kỳ là liền lẹt. Đời này chắc chắn đời 2010 được cả 13 năm thì chạy qua thời gian 5 tháng. Sơn dặm thuốc là bình thường. Quan trọng là cái chất xe nó đẹp anh em nha. Đây là cụm đèn chủ nhà lên LED OD nè. Full LED hết toàn bộ. Kết hợp phía dưới chúng ta là có đèn bi. Mặt ca lăng trước biểu tượng của Chevrolet. Em này là gốc Sài Gòn 01930 nè. Lấy mẫu này về chạy em này thì quá tuyệt vời anh em. Máy nổ thì thầm mùi sơn luôn. Hồ sơ ký rút được cho anh em nha. Anh em thấy nước sơn đẹp không? Sơn đẹp lắm. Máy nè. Đây là cục máy nổ em ru không hề nghe tiếng động. Anh chị nè, gân guốc của em nó trên nắp capo nè. Được cái xe nó liền không cấn khúc lỗ thôi. Đây nè em. Vô lăng tích hợp nè. Đây là số tự động nè. Trang bị một cái màn hình Android cực kỳ là xịn sò. Đây là màn hình Android nè. Đó là màn hình lớn nha anh em nha. Anh em có thể là thao tác trên đây nè. Như là báo vòng tua máy nè, báo km trên đây tất tần tật. Màn hình cực kỳ xịn luôn. Đó màn hình nè, màn hình đồng nè. Anh em thấy chưa? Full hết rồi anh em. Mẫu này anh em lấy về anh em chạy thôi. Ngoài ra anh em không phải làm gì hết. Hệ thống cam 360 độ, hệ thống cảm biến gear full hết cho anh em nè. Đó, đẹp chưa? Xịn không? Cực kỳ xịn, riêng máy móc cho anh bảo hành máy cho anh em 3-4 tháng tha hồ anh em chạy. Vô lăng là trợ lực dè tưng. Đi được 123.792 km rồi anh em ạ. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô cùng với Trần Anh vô option của cái phần máy. Ghế ở trong nè. Ghế ở trong chủ nhà bọc hệ thống ghế 5D mới tinh. Đây là dàn ghế bọc hết toàn bộ hệ thống ghế 5D anh em nha. Bên đây chúng ta có hai cấp chế độ chạy, chế độ tự động và chế độ bán tự động. Đó, xe xịn sò. Được cái keo chỉ nè. Keo chỉ là nguyên bản nè. Xe không cấn không lỗi. Bất cứ phần chỉ nào. Đây nội thất ở trong nè anh em. Áo ghế bọc mới lên lót sàn 5D. Gân guốc sống gần cửa không có dấu hiệu đâm va móp méo nha. Và phần tắp bi keo chỉ nè. Keo chỉ anh chị coi có mất phân nào không ạ. Chất sơn rin còn nha. Gầm bọc đẹp không có dấu hiệu là mục mọt đâu. Đó 5 chỗ ngồi em đi sát nặng tuyệt vời. Thứ nhất là form đẹp. Thứ hai là số tự động đi nhẹ nhẹ. Nói luôn với anh em như thế này. Riêng đời Trần Anh không có thích mà giấu giếm làm gì cả. Xe có sao là nói vậy. Máy móc chạy qua thời gian có canh chỉnh là máy. Máy cực kỳ ngon. Chủ nhà đưa vô hãng Chevrolet làm máy luôn. Cho anh chị yên tâm. Anh chị nha. Đây là cục máy của em đó nè. Máy êm lắm. Lên full hơn. Hết toàn bộ hệ thống đồ chơi. Hết nguyên bản rồi anh em. Máy móc chạy qua thời gian canh chỉnh làm rồi nha. Đó là chừng anh báo luôn. Riêng cục máy bao anh em chạy. Anh em chạy nằm đường một nửa một với anh em. Không hề có một tí đồ hơi cho anh em. Hệ thống cảm biến nè. Tất cả các tính năng nào hoạt động hết. Và đây nắp capo anh em nè. Nắp capo keo chỉ cho nắp capo là nguyên bản hết nha anh em. Không có dấu hiệu đâm va và lỗi lầm cho nắp capo nha. Sạch sẽ như thế này. Đây anh em, keo chỉ nè. Nguyên rin chưa? Tán nắp capo nè. Chưa mở luôn. Được cái nó sạch sẽ thôi. Quá sạch sẽ cái mẫu này. Full hết chưa? Xi nhan nè, tích hợp là xi nhan bên ngoài nè. Full LED đèn bi, full LED là lên cùng đèn OD nè. Cái thứ hai nè, xi nhan bên hông nè. Màu vàng thì cái màu cũng rất là dễ thương anh em ạ. Cực kỳ là dễ thương, bốn cánh cửa liền lẹt vô đối. Đây là phần gầm nè. Đây nè. Gầm bọc ở trong nè. Không có dấu hiệu là nhớt keo nha. Gầm đẹp lắm. Xe này xíu cho anh đi dọn.
Xe này phải dọn anh em nha, dọn lại nó mới đẹp được. Và đây là phần cốp sau, đây là cốp sau, keo chỉ ở trong cốp sau là nguyên bản hết anh em. Đây anh em, không một dấu hiệu đâm pha lỗi lầm, được cái xe liền nha anh em nha, không cứng không lỗi. Máy móc chạy qua thời gian có làm máy đó là chừng anh báo luôn cho mình, báo xe cho khách, mình phải báo xe đúng chứ mình đừng có báo xe sai cho người ta đó. Anh em nào thích cái tính chân thành của chúng anh thì giao lưu được chưa. Mua bán vẫn có sự quay đầu, vẫn có sự bảo hành máy móc cho anh em bình thường, cho nên anh em yên tâm không phải lo nhé. Em khép lại chương trình tại đây này thôi. Chừng anh, see you and goodbye.